Chào các bạn, hôm nay thì Hân xin chia sẻ với các bạn một cái cách làm sao để cho mình hội nhập nhanh vào gia đình người Pháp thông qua cái văn hóa ăn uống, thông qua cái bữa ăn hàng ngày. Thì đối tượng mà mình nghĩ là nên tham khảo cái bài này theo thứ tự ưu tiên thì thứ nhất gồm có các bạn mà nữ mới kết hôn, lấy chồng người Pháp và vừa sang Pháp. Thứ hai là các bạn có cái mối quan hệ với người bạn trai người Pháp. Thứ ba là các bạn sẽ đi du học bên này. Thứ tư là các bạn sẽ có dịp đi công tác tại những công ty khách hàng của mình, đối tác của mình hoặc là nhà cung ứng ở bên Pháp, và bạn qua Pháp để mà làm cái công việc. Thứ năm là những bạn mà đi du lịch hoặc là có bạn bè bên đây. Sẽ một lúc nào đó mà họ mời về nhà ăn cơm thì mình ăn uống đó, không ăn cơm á, thì mình sẽ ứng xử như thế nào. Ngoài ra thì mình nghĩ đối với các chị em mà đã sang Pháp lâu rồi, hoặc là các anh chị nào mà tình cờ nghe được cái bài chia sẻ của mình, thấy nó có những cái phần nào nó chưa hợp lý, hoặc là những cái phần nào mà mình cần phải bổ sung thêm để cho cái tài liệu này nó phong phú hơn, xin mời mọi người góp ý. Tại vì thật ra mọi thứ mà Hân chia sẻ thì nó dựa trên những cái kiến thức mà mình có được nè. Thứ hai đó là mình quan sát trong thời gian mình sinh sống ở đây. Thứ ba là cái kinh nghiệm mà hàng ngày mình trải qua, cũng như là những lần mình trao đổi với ông xã, hỏi thăm với các bạn của chồng, hoặc là mình hỏi những cái thông tin mà mình thắc mắc đó với bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng chia sẻ cho mình. Tại sao nó quan trọng? Tại sao mình hiểu được cái bữa ăn người Pháp nó lại quan trọng trong quá trình hội nhập? Thì mình xin kể một câu chuyện bản thân mình ha. Năm 2016 á, mình qua Pháp lần đầu tiên, thì ngay cái ngày thứ hai mình đến nơi á, thì mình về nhà chồng mình ra mắt. Thì hôm đó ở nhà chồng mình là có bố mẹ chồng, thứ hai là em trai và bà xã của hắn, cùng với hai đứa con và bà ngoại của chồng. Đến nơi á, thì mọi người rất là vui mừng. Sau cái màn mà chào hỏi giới thiệu thì kéo nhau ra chụp hình trước ha, chụp hình gia đình trước sân nhà, và sau đó thì vào chơi nói chuyện, và một hồi sau là bắt đầu quá trình ngồi vô bàn và ăn uống. Đầu tiên là uống, ông xã mình mới hỏi là có em có uống nước hay không, thì đưa ra cho mình một số các loại nước, và mình nói chung cũng hơi quê mất cỡ, thì cuối cùng là mình uống nước không thôi ha. Đó, trong bữa ăn sau thì lúc mà gia đình uống rượu van đỏ thì mình tham gia mình uống rượu van, nhưng lúc đầu là những cái nước uống ban đầu thì mình không có uống. Thì khi mà ăn á, thì mới đầu á là ăn mấy cái trái ô liu nè, rồi ăn mấy cái bánh khoai tây đắt á, thì mình ăn xong rồi một hồi sau á thì bắt đầu mới mẹ chồng mới đem lên món salad, cũng rất là ngon, và ăn chung với bánh mì. Ăn xong thì tiếp tục thì món kế tiếp thì mới có là bánh mì ăn với bà tê, rồi bên cạnh đó thì gia đình mà lâu lâu họp mặt thì cũng mới đem ra cái thịt muối, rồi cái lạp xưởng của Pháp và bơ. Thì mình đó, mình vốn dĩ là rất là thích ăn bánh mì, mình ăn bánh mì ngày nào cũng được hết, thì mình thấy bánh mì ngon quá, và mình thấy là bánh mì ngon, bà tê cũng ngon, và cái thịt muối cũng ngon, tức là mình ăn khí thế luôn. Ăn xong một hồi thì mới đến cái món chính. Món chính thì có gà nướng với trái táo và hành tây. Lúc đó thì mình hơi no no, nhưng mà lúc đó mẹ chồng cho mình một cái đùi, thì mình cũng cắt cho mình cái đùi ha, mình cũng ăn. Thì ăn tới đó thì mình thật sự mình đã quá no rồi, nhưng mà chưa hết. Tới món phô mai ăn với bánh mì. Hồi sau á là cả nhà mới ăn bánh gato. Ăn bánh gato xong rồi thì hỏi mọi người là có ăn da ua hay không, có ăn da ua hoặc là ăn kem hay không. Và cuối cùng á là uống cà phê với ăn sô cô la. Thì cái bữa ăn đó làm cho mình là mình no ngất ngay luôn.
Sau đó có một vài cái sự cố như vậy nữa thì nó giúp mình hiểu và mình bắt đầu mình quan sát và mình hình dung lại cái cách thức ăn uống của họ như thế nào. Như vậy thì mình không có chỉ ăn uống trong, nếu mà mình kết hôn mình qua đây á, mình không có ăn uống với mỗi ông chồng mình đâu, mà thỉnh thoảng mình cũng về nhà ba mẹ chồng, rồi nhà bà con của họ, rồi khi thỉnh thoảng thì mình đi chơi nữa đúng không? Đi chơi với bạn bè, rồi trong cuộc sống á thì nếu mình ở một mình qua đây mình không có bạn bè, không có người thân nào hết, hoặc là mình không có quen được người Việt thì mình sẽ nhớ nhà và mình sẽ rất là cảm thấy rất là cô đơn, và cái khẩu vị ăn của người Pháp nó cũng khác với người Việt mình nữa, cho nên nó sẽ làm cho mình khó hòa nhập với lại gia đình chồng hơn. Thứ hai nữa là đối với gia đình chồng á thì các bạn mà kết hôn mà ông xã mình có con riêng thì không lẽ mỗi lần con riêng đến nhà không, một con riêng thì một tháng nếu mà nó chưa tới 18 á thì một tháng ít nhất nó ở nhà chồng mình cũng phải là nửa thời gian, thì mỗi lần nó ở như vậy thì không lẽ là mình ăn theo cái kiểu người Việt và hắn ăn theo kiểu người Tây. Thứ ba nữa là một cái nữa là khi con cái của bạn, nếu mà các bạn kết hôn và các bạn có con riêng thì các bạn lại phải bảo lãnh con qua đây đúng không? Thì khi bảo lãnh con qua đây thì một trong những cái cách mà giúp cho nó mau hội nhập thì nó phải nhanh chóng hòa nhập với văn hóa của gia đình phía phía chồng. Mình kể một cái ví dụ nhỏ nhé. Mình có quen bên này, mình có quen với lại hai chị em ruột người Campuchia, thì hai chị em đó đã sang đây đã được cũng hơn 30 năm từ cái thời mà Pol Pot đó, thì hai vợ chị em qua đây thì người chị á kết hôn với ông chồng người Pháp và có hai đứa con. Còn cậu em trai á thì về Campuchia và kết hôn với vợ người Campuchia và mang sang Pháp. Thì mình có mời đến nhà ăn uống và cũng như mình đến nhà họ để mà mình chơi và mình ăn uống thì mình quan sát á. Hai đứa bé mà con của người chị á nó ăn theo trình tự giống như người Pháp. Và nó rất là dạn dĩ và nó dạn dĩ lắm, và khi mời ra ăn từng từng bước thế nào thì nó rất là chủ động. Còn hai đứa con của người em trai á nó cũng xem tuổi với trạc tuổi với lại hai đứa con người chị, thì nó ăn giống kiểu người châu Á của mình, tức là tất cả các món cũng bỏ chung vào và ăn một lần, và nó ít có thấy nó ăn giống như như lại hai người chị em bà con của mình, và nó cũng khá là nhút nhát hơn. Thì như vậy câu mình đặt ra là rõ ràng là nếu như mà, dĩ nhiên thì chỉ một trường hợp này thôi ha, nhưng mà nếu như mà nó có cái sinh hoạt nó giống với lại tuổi nhỏ Tây hơn thì nó sẽ giúp cho nó hòa nhập hơn sau này ở trường học cũng như là sau khi nó lớn lên nó ra trường và nó đi làm. Một cái lý do nữa tại sao cái chuyện mà hiểu phần về để hòa nhập trong cái bữa ăn của gia đình người Pháp nó quan trọng á, là hôm bữa mẹ chồng mình đón mình qua sống bên nhà bố mẹ chồng một thời gian, tại vì ông xã mình đi công tác xa. Mẹ chồng mình mua gỏi cuốn nè, rồi mua chả giò, rồi mua mì mì xào cho mình ăn nữa. Thì trong bữa ăn thì mẹ mình chỉ ăn gỏi cuốn và chả giò thôi, còn mì thì hầu như là mình ăn. Và ông ba thì ăn đồ như người Pháp và ông không ăn được đồ như kiểu người Việt. Mẹ mới hỏi là như vậy ở nhà thì con nấu nướng con với Ben ăn như thế nào? Thì mình nói là thật ra con nấu y chang như người, con cố gắng nấu y chang như người Pháp thôi. Thì mẹ mới hỏi ủa vậy thì con ăn vậy con không quen thì sao? Nói thật ra thì thỉnh thoảng cũng như là năm bảy bữa gì đó thì có một lần mình nấu thuần Việt luôn, nhưng mà con cũng rất là hạn chế vì không lẽ con nấu ra con ăn theo kiểu Việt, ông xã con ăn theo kiểu Tây, nó rất là mất thời gian. Hơn nữa là khi mà mình nếu mà mình không trồng được á các loại rau như bên mình, hoặc là mình không có đủ gia vị á thì mình đi mua, thì hiện giờ mình nghĩ các cái siêu thị của châu Á có đủ hết nhưng mà nó rất là mắc. Ví dụ như mình rất thích uống nước dừa ha, ở Sài Gòn đó là trước khi mình qua đây á mình biết là qua đây chắc chắn á nước dừa mua sẽ rất là khó, ngày nào mình uống nước dừa hết. Thì nước dừa cái năm 2016 qua đây mình
trong siêu thị á, một trái á, có 1 euro thôi, nhưng mà đến hiện giờ là sau 2 năm thì một trái nó là 3 euro, 3 euro ha, mà đi mua cũng xa nữa, cho nên thật ra cũng nó bất tiện. Rồi một số cái món khác, ví dụ như trứng cút đi, hôm bữa mình đi mua về mình làm cái món mà thịt rồi mình bọc ngò trứng cút xong rồi mình mới sốt với lại cà chua thì ăn rất là ngon, nhưng mà song song đó thì mình làm thêm là thịt bọc trứng gà và sốt cà chua. Tại vì mình ông xã mình nói em ơi nè, thật ra trứng cút á, em thấy không, có 18 trái à, mà nó đã 2,50 đồng, trong khi đó em mua 30 cái trứng gà nó có hơn 3 đồng một tí thôi, thì rõ ràng nó không có kinh tế. Thì đó là những cái lý do, nó cũng ngoài ngoài rìa thôi, nhưng mà cái lý do chính yếu thì mình làm sao mà mình làm cho cuộc sống mình nó trở nên thuận tiện, và khi mình tập cho mình một cái thói quen nó giống như người bản xứ thì nó sẽ giúp cho mình hội nhập nó nhanh hơn. Rồi như vậy thì mình đang nhìn mình nha, mắt mình hơi mại nha, chứ mình không nhìn vô camera ha. Như vậy thì cái bữa ăn của người Pháp á, nó như thế nào? Thì người ta ăn á là ngày 3 bữa như mình, nhưng mà buổi sáng á, người ta ăn ngọt, còn 2 buổi trưa và buổi tối á, là người ta ăn món mặn. Thì món ngọt buổi sáng thì người ta chỉ có thường là 1 ly cà phê, rồi thêm một cái bánh ngọt như là bánh patisserie, bánh trần trâu, hoặc là bánh bích quy và phết bơ lên, hoặc là phết bơ đậu phộng lên ha, chứ họ không có ôm một cái tô hủ tiếu hoặc là một cái tô bún bò như mình. Thì nếu như mà các bạn mà mới qua, các bạn chưa quen á, các bạn nên đem theo mì tôm hoặc là bạn nấu sẵn nước sốt thì sáng dậy các bạn ăn. Nhưng mà mình nghĩ về lâu dài nó rất là bất tiện, vì buổi sáng thì cần cái sự nhanh chóng. Rồi có thể thêm trái cây ha, ví dụ như chuối, một trái táo, hoặc là thêm một ly sữa, hoặc là một cái một hũ dầu. Sau đây là dành cho buổi trưa và buổi tối nha. Thì mình để ý mình thấy nó có khoảng 4 nguyên tắc chính. Thứ nhất á, là nói về cái khẩu vị. Cái khẩu vị á, thì như người Việt mình á, mình ăn á, thì ví dụ như người miền Nam á, mình ăn ngọt nhiều, mình nấu mình cho đường nhiều đúng không? Còn người miền Trung á, thì ăn mặn thì thường muối nè, nước mắm, rồi ớt. Còn người miền Bắc thì mình cũng ăn có nước mắm và mì chính. Và mỗi miền như vậy thì nó khác nhau. Ví dụ như ăn về miền Nam thì ăn hủ tiếu, bún bò xào, rồi bánh cống, bánh bánh khọt. Nhưng mà ra tới miền Trung thì đổi là ăn bánh căn, chấm mắm nêm, bún chả cá, và bò thì là thành là bún bò Huế. Rất là cay và rất là mặn. Và ra miền Bắc thì bò thì ăn phở bò rất là ngon đúng không? Còn bún cá thì bún cá rô đồng, hoặc là nấu với thì là, rồi bún cá lóc, rồi bánh đa cua vân vân. Thì mỗi vùng miền như vậy nó khẩu vị khác nhau. Thì mình nhận thấy đối với người Pháp á, ở với cái khu mình ở cái vùng phía Nam á, thì họ ăn họ nêm nếm một số gia vị như là muối nè, kem và phô mai là hầu như là các cái vị chính của họ. Vị cay thì họ không ăn cay, nếu có cay thì họ ăn cay tiêu. Và thứ hai là cay là bằng cay mù tạt, cay mù tạt ha. Và họ cũng rất là ít ăn cái ketchup, cái sốt cà chua có sẵn. Và họ cái vị cay của họ chủ yếu là đến nhiều, mình thấy là đến mù tạt. Ngoài ra thì dĩ nhiên ông xã mình nói là những vùng khác thì cái khẩu vị nó hơi khác một chút, chứ không phải là em cứ nghĩ là ở đây ăn cái khẩu vị này thì em quy ra là toàn nước Pháp ăn như vậy. Thì mình hy vọng rằng có lúc nào đó mình đi được những cái vùng khác và thức ăn cái khẩu vị nó khác thì mình sẽ cập nhật vô cái bài chia sẻ này. Thứ hai trong cái nguyên tắc á, là về khi khi ăn. Khi ăn á, thì thường á, người mình đến chơi nhà người ta thì thường thường chủ nhà ngồi xong mình mới ngồi, còn không thì mình đứng trước, còn khi nào mình thấy chủ nhà ngồi rồi mình mới ngồi nha. Thì người Việt của mình á, mình nấu cũng nhiều món ha, thì người Pháp họ nấu cũng nhiều món, nhưng mà người Việt của mình á thì mình bỏ lên trên một bàn một lần đúng không? Mình có canh nè, rồi mình có món mặn, thịt kho, gà kho, cá kho gì đó, rồi mình có món xào, rồi mình có khi dĩa rau sống, chén nước mắm. Thì đó là mình dọn một lần và mình ăn. Thậm chí như cơm hến của người miền Trung á, 9-10 món gì đó, nhưng mà mình cũng dọn một lần và mình trộn lại mình ăn.
thì người Pháp người ta ăn theo trình tự món này xong tới món kia, và thỉnh thoảng họ cũng có những cái món họ kết hợp với nhau, ví dụ như hai món ăn cùng một lượt nhưng mà món này xong rồi mới đến món kia và không không ăn một lần. Và khi mà ăn á thì họ sẽ đợi, ví dụ như cái món nó dọn ra và mình ăn xong một lượt, ăn xong rồi và họ sẽ chờ nhau trên bàn ăn, khi mà tất cả mọi người cùng xong cái món đó rồi thì họ mới dọn món thứ hai. Và đó là thật sự mình để ý nhiều lần, khi mình đến nhà ba mẹ chồng á, mình ăn có những lúc mình ăn lâu lắm, tại vì bản chất mình cũng ăn rất là lâu, và mình ăn xong thì mình ba mẹ vẫn ngồi chờ mình ăn xong rồi bắt đầu mẹ mình mới nói ừ bây giờ mình dọn tiếp tới món nữa, thì lúc đó mình bắt đầu mình phụ mẹ dọn cái món tiếp theo. Rồi khi mà ăn á thì thường là lúc nào cũng có bánh mì, thì bánh mì á mình sẽ dùng dao mình cắt ra. Bây giờ ở nhà mình nhưng mà thật ra không nấu bánh Việt và mình cũng ăn y chang như là lúc con xã vậy. Ví dụ như bánh mì thì mình cắt ra một thường thường họ cắt khúc như vậy, và khi ăn á thì sẽ bẻ ra từng miếng nhỏ, bẻ ra từng miếng nhỏ và phết với đồ ăn và ăn, chứ không có để nguyên miếng mà cắn 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 ha, là không có thấy. Và khi ăn xong á thì trước khi qua món mới á, nếu mà cùng một cái dĩa mình ăn luôn á thì họ sẽ lấy bánh mì họ lau rất nhẹ nhàng trên cái dĩa những cái đồ ăn thừa và họ ăn, thành ra ăn xong món nào là cái dĩa rất là sạch. Rồi thêm nữa là khi mình ăn á thì mình cũng nên giải thích cho họ biết, tại vì người mình quen rồi, từ nhỏ lớn mình gọt là toàn mình gọt cái dao dày thôi đúng không, mình gọt ra ngoài, nhưng mà đối với người Pháp thì họ gọt vào trong, ví dụ họ cắt thì họ cắt thế này, cái dao lưỡi dao nè cái phần cắt đi vô trong, thì có thể là ban đầu mình cũng sẽ làm ngạc nhiên cho vài người, thì mình cũng nên để ý và mình có thể mình giải thích cho họ tao từ nhỏ đến lớn giờ sinh ra lớn lên tao cắt về không à, tao cắt về không không bây giờ đứt tay nhắm mắt tao cắt cũng được, nhưng mà biểu tao cắt về thì tao cắt không có được, hoặc là khi nào cắt được thì cố gắng, nhưng mà thật ra mình thì bản thân mình cắt không được, nhưng mà trước khi cắt thì mình cũng giải thích cho họ biết. Rồi thứ ba nữa là về bàn ăn. Về bàn ăn á, thì mình có một cái, người Việt Nam mình thì mình có một cái chén đôi đũa đúng không, rồi mình gắp đồ ăn thôi, thì người Pháp á, mỗi người sẽ có một cái dĩa ăn, thì thông thường có ba cái loại dĩa, nói chung có nhiều loại dĩa lắm, nhưng mà thường mình chú ý nhất á, là một cái dĩa lớn, một cái dĩa lớn như thế này ha. Khi nào mà mình ăn có món súp á, thì có thường có dĩa này, có nhà thì có ăn tô nhưng mà đa số mình thấy có cái dĩa này là để mình ăn có món súp. Và nếu như trong gia đình mà mình lười á thì mình hai trong một á, thì mình dẹp cái dĩa lớn này đi và mình ăn cái dĩa này thôi. Và thứ ba là mình có cái dĩa nhỏ để mình ăn bánh gato là lúc tráng miệng, nhưng mà nhiều khi á, mình mời khách đến thì mình lịch sự mình làm theo đúng thủ tục, nhưng mà nếu có trong gia đình thôi á, thì có thể mình ăn xong cái dĩa này mình úp lại mình ăn bánh gato này, bên vợ chồng mình cũng hay làm như vậy ha, và mình cũng học theo như vậy. Rồi thì mỗi người có một cái dĩa riêng như vậy, và về dao muỗng đĩa như thế nào á thì thật ra khi nào mà các bạn mình sẽ chia sẻ cái bài mà đi ăn tiệc cưới của bên người phương Tây như thế nào, và bữa đó mình được đi ăn rồi nên mình đi ăn xong mình sẽ chia sẻ, thì trong gia đình thì cơ bản nhất là sẽ có ba cái này, cái dao nè, cái nĩa và cái muỗng nhỏ để ăn đồ tráng miệng. Nếu khi nào có ăn súp thì thường là có thêm một cái muỗng này nữa. Và các bạn biết khi dọn bàn ăn ra thì thường là cái dao sẽ nằm bên tay phải của người ngồi đúng không? Và cái nĩa sẽ nằm bên tay trái. À, cái này nó cũng giúp cho mình biết nha. Hôm trước mình có đi làm có 3 ngày thôi, nhưng mà nhờ cái này á, mình cũng biết là khi mình dọn bàn ra cho người ta mình dọn đúng như vậy ha. Và cái muỗng này thì mình dọn để phía trên cái dĩa. Còn mình không chắc lắm á thì mình kẹp luôn ba cái thì mình để một bên luôn là chắc cú nhất. Rồi khi ăn trong gia đình á, đau mắt rồi ta, thì mỗi người có một cái khăn, mỗi người có một cái khăn ăn, khăn ăn thì khăn ăn này á, thì mình sẽ để trên bàn hoặc là mình để trên trên người mình, còn cái này thì no nha, không khó. Và nếu như mà bạn làm khách á thì
Thường thường là gia đình sẽ có một cái giấy ăn, ví dụ giấy ăn để sẵn hoặc là giấy ăn họ gấp cũng rất là đẹp, và họ gấp họ để trên cái dĩa trước cho mình, thì sau này mình mời khách đến nhà chơi thì mình cũng làm như vậy. Và một cái lưu ý nhỏ để mà các chị em trong quá trình mà mình đang tìm hiểu, thì mình là khách tới thì thông thường là mình cũng ít được cho khăn lắm, mà thường được cho giấy. Mà nếu như mình bạn được cho một cái khăn riêng á, thì cái mối quan hệ của mình nó cũng khá là sâu sắc đó nha. Rồi, đó là bàn ăn. Rồi bây giờ cái thứ tư á, là ăn á, thì uống. Thì nói về cái ẩm thực của người Pháp mà mình thấy á, nó thật sự rất là tinh tế. Ăn món nào thì nước uống là món đó. Thì uống thì mình không có rành nhiều lắm, mình chỉ nắm một số nguyên tắc cơ bản thôi. Thì thông thường á, khi mà mới đầu vô ăn khai vị á, thì thường là mình sẽ uống champagne. Đó là bữa ăn mà nó hơi thịnh soạn ha, còn không thì không có uống gì đâu. Ví dụ như champagne, hoặc là uống một cái này mình không biết gọi là gì, nhưng mà mình thấy là thường xưa nhất nó bị ngược nè, rich rich thì pha với một ít nước và mình uống lúc khai vị. Hoặc là mùa hè trời nóng thì họ sẽ thường là uống bia, một chai bia nhỏ nhỏ như vậy ha, ví dụ như một chai bia nhỏ như thế này ha, một chai bia nhỏ như thế này, và uống xong là món khai vị. Thì thứ hai á, là ngoài mấy cái nước đó ra, hoặc là uống cocktail, thì đến cái phần rượu thì mình cũng không có rành lắm đâu, nhưng mình sẽ nhớ là đối với rượu á, thì khi mà mình thường thường là uống uống rượu vang, và uống rượu vang á, thì các bạn sẽ để ý là họ sẽ uống rượu vang trắng trước khi uống rượu vang đỏ. Họ sẽ uống cái rượu mà nó nhẹ, nó mới trước cái rượu nặng và rượu cũ. Và đối với khi mà họ ăn có phô mai á, hơi nặng mùi, thì họ sẽ dùng rượu vang nó cũng hơi hơi nặng hơn một chút. Và đặc biệt á, cái rượu nào thì họ lại dùng cái ly đó. Nhà mình thì không có nhiều ly, mình tạm lấy cái ly này làm ví dụ. Ví dụ như uống champagne thì cái ly nó sẽ ốm và nó dài, có cái đế ha, ốm và dài và nó hơi bầu bầu lên này nè. Ai chưa thấy thì mở cái bài hát mà Happy New Year của ban nhạc Upbeat ra coi, thỉnh thoảng mình sẽ thấy những cái ly như vậy. Thứ hai là nếu mà rượu vang trắng á, rượu vang trắng á, thì cái miệng nó không như vậy. Rượu vang trắng thì nó sẽ cái ly nó hướng lên trên này để mà nó giúp cho cái mùi nó thoát ra nhanh hơn. Thì khi mà người ta uống rượu vang trắng thì người ta cái miệng lúc nào nó cũng rộng hơn cái thân. Và rượu vang đỏ thì mình sẽ uống như cái ly mà cái miệng nó ốm hơn cái thân để cái mùi nó thoát ra từ từ. Và rượu thì người ta không có bỏ đá, cùng lắm thì người ta để trong phòng kín mát, chứ không có bỏ đá ha. Rồi thì rượu á, nếu mà mình cảm thấy hơi khó khăn á, thì mình thường á, mình để ý mình thấy á, các cái món mà của người Việt ăn theo khẩu vị người Việt mình thì uống cái vang vang trắng á, nó hợp hơn. Còn ăn những cái món như bò hoặc là các món nướng xúc xích thì uống cái rượu vang đỏ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hợp hơn. Rồi như vậy thì thường cái trình tự ăn thì nãy giờ mình cũng nói sơ qua, các bạn cũng có thể hình dung, nhưng mà bây giờ mình nói một cách tổng quát nhất và dễ nhớ nhất, thì thường nó sẽ có 6 phần. Thứ nhất là thường là mình ăn, mình nói mình uống cái rượu nhẹ và mình khai vị, và mình ăn có thể hạt đậu phộng hoặc là hạt ô liu, hoặc là ăn cái khoai tây chiên mỏng mỏng ha, thì đó là khai vị. Khai vị xong á thì đến cái món salad. Thì thường á, để rất dễ làm á, thì ví dụ như mình salad thì họ sẽ đơn giản nhất ha. Thì thường là ví dụ như họ có nấm nè. Cái nấm này mới đầu mình không biết, mình toàn là mình cách mình nấu mà, nhưng mà tới ra nấm này ăn sống ha, xắt lát mỏng ra, rồi có thể có cà chua, có xà lách, có cà rốt, hoặc là có bắp cải tiến nè. Rồi nếu mình sang hơn thì mình luộc trứng gà, hoặc là mình có bơ, hoặc là mình có cái bơ đó, hoặc là có thêm cái gì ta, tự nhiên quên, trái bơ, hoặc là à phô mai.
thì cũng có nhiều loại phô mai lắm cho những cái loại salad khác nhau, và cái phô mai mình thường thấy nhất á là cái phô mai này có chữ là khô mé nè, thì cắt phô mai vụn này ra và cuối cùng là họ cũng trộn lại với nhau. Thì ăn đơn giản thì chỉ có một loại thôi, ví dụ như mỗi cà chua hoặc là mỗi salad, nhưng mà bữa ăn nào mà đông đủ gia đình nhiều hơn thì có thể làm nó đa dạng hơn, thì mình trộn nhiều loại và rắc muối lên, rồi cắt một củ hành, cái loại hành của họ đó băm vô, rồi tưới giấm và dầu ăn lên. Thì đó là một cái bữa ăn rất là đơn giản trong gia đình. Còn dĩ nhiên cái gia vị mà các cái nước sốt khác nhau thì có thể mình chế biến, sau này mình sẽ chia sẻ những cái bài chế biến cái nước sốt đó như thế nào, hoặc là không thì mình mua sẵn cái nước sốt ở trong siêu thị. Thì mình ăn ha, thì mình ăn salad như vậy với bánh mì, hoặc là có thể là mùa hè nè, thì thường thì mình sẽ ăn cái dưa lưới vàng và ăn với thịt cái dưa lưới vàng đó, ăn với cái bơ bơ lạc và ăn với thịt muối ha, thịt ham đó, mình ăn với thịt muối thì đó là khai vị. Hoặc là nó rất là dễ, nhiều khi trong gia đình chỉ cần ăn như thế này cũng rất là dễ nè. Ví dụ như mình nấu súp đây này, mình ăn gần hết rồi, mình nấu cái súp này thì dễ lắm, cứ cà rốt, khoai tây, rồi một củ hành, rồi mình thêm có thể thêm súp lơ xanh vô nữa, mình nấu sôi lên, bỏ cái máy vô xay nhuyễn ra, rồi đổ một ít sữa hoặc là kem, à, thì khi ăn á múc cái này ra xong thì họ sẽ thường cho vô đây, thì múc súp ra, và súp thì mình có loại kem này hay hay nấu á, các bạn khi qua đây rồi thì kem đưa cái chai này cho ông xã mình dẫn đi mua ha, và rắc cái phô mai cắt sợi này lên ha, và sau đó thì bỏ thêm vô cái hạt bánh mì này, bánh mì nướng này lên nữa, thì có một tô súp rất là dễ ăn thôi. Hoặc là mùa hè buồn tình trời nóng á, thì mua sẵn cái nước ép, nó giống như nước loại ép cà chua, và mình đổ ra chén và mình bỏ cái bánh mì này vô mình ăn trực tiếp luôn, thì đó là thường là mình ăn khai vị. Thứ ba là đến món chính. Món chính thì thật ra mình thấy bên này họ nấu còn nhanh, dễ hơn mình nữa, trừ những cái món mà nấu lâu như là món Butterfield thì nấu nó thời gian nó lâu, nó giống như nấu phở mình vậy. Thì món món chính thì mình thường là ví dụ như cá mình áp chảo và mình áp với lại măng tây thì là xong món chính, hoặc là mình chiên thịt cốt lết mình chiên ha, rồi mình rắc tỏi vô, rồi xong rồi mình ăn với khoai tây nghiền mà nấu với sữa, hoặc là mình làm bò bít tết á. Có một cái mắc cười vậy nè, mình không ăn được thịt bò bít tết mà còn đỏ đỏ, cái màu đỏ ha, mình không ăn được, nhưng mà lúc nào mình đến nhà ai mà có nấu món đó thì mình thật sự rất là sợ, và mình đều nói là có thể làm ơn nấu chín luôn cho mình được không, chín hết đi, mất cái màu máu đỏ đi. Thì mình đọc ở trong tin trên một vài tờ báo á, người ta nói là đối với người Pháp mà khi mình yêu cầu như vậy thì mình thật sự rất là bất lịch sự, tại vì họ rất là tự hào về cái món bít tết của họ, và món bít tết thì phải chính giữa nó nhìn nó hơi sống như vậy thì mới đúng là bít tết kiểu Pháp. Cái phần món chính á, thì mỗi vùng khác nhau thì nó sẽ có ông xã mình nói mỗi vùng khác nhau thì nó sẽ khác nhau một tí, cái hạn như cái vùng mình đang sống thì món chính á, đôi khi thường là vịt ha, vịt chiên với lại vịt mình áp chảo sơ thịt vịt đó, mình cũng ăn với lại khoai tây chiên. Còn những vùng khác có thể là ăn có ốc bươu nướng, hoặc là gà gà mà chặt ra nhưng mà nấu nguyên con luôn, có lòng và có gà luôn, nấu với lại rượu vang đỏ và ăn với lại khoai tây nguyên củ, nguyên cái khoai tây á, chiên sơ với bơ và rắc lên là cái lá này nè, bạc xiêu và tỏi. Hoặc là ở vùng miền Nam mình đó có một món cũng rất là nổi tiếng,
là món đậu trắng á, đậu hầm. Thường mình hay nghe người ta nói là cassoulet, món đậu hầm. Sau đó đến thứ tư thì thường là trong đi trong gia đình đó thì phô mai rất là nhiều và họ sẽ ăn bánh mì với phô mai như như là một món tiền tráng miệng ha. Rồi sau đó là thứ năm là tráng miệng, thì như mình nói tráng miệng có thể là một ly kem trong nhà là có sẵn một ly kem, hoặc là một cái bánh gato rồi cắt ra mỗi một miếng, hoặc là một cái bánh tiramisu, hoặc là một đơn thuần là một cái hũ da ua thôi. Và cuối cùng là thứ sáu là một ly cà phê, và thường là ly cà phê thì họ bẻ một miếng nhỏ sô cô la. Thì đó là một cái bữa ăn mà theo kiểu của người Pháp ở đây. Như vậy thì mình mới suy nghĩ ra mình cần làm gì trong 3 tháng đầu tiên khi mình đến Pháp. Thứ nhất là các bạn nên tìm hiểu của gia đình mình á. Trong gia đình mình thì thường mình ăn những cái khẩu vị gia vị gì. Ví dụ như mình nấu nướng theo kiểu Việt Nam thì mình có sả, ớt, rồi lá chanh, gừng, tiêu, hành, tỏi theo kiểu Việt. Thì bên này họ cũng có hành, tỏi, có các cái loại họ không dùng hành hành lá như mình họ dùng boro ha, hoặc là họ dùng bạc siêu hoặc là lá hương thảo, thì mình tìm hiểu loại gia vị đó. Thứ hai là mình nên tìm hiểu xem ở gần nhà mình có tất cả những cái siêu thị gì, và siêu thị mỗi siêu thị như vậy thì cái thức ăn thường mình sẽ kiếm được là gì, mình sẽ kiếm được là gì. Thứ ba là mình sẽ suy nghĩ xem là như vậy đối với gia đình mình thì mình trồng cái gì, chứ không cần thiết là mình trồng hết đâu, tại vì ở đây mình thấy trồng chỉ được có mùa hè là tới mùa thu thôi, còn nếu mà tới mùa đông thì nó chết hết. Ví dụ như mình là mình trồng mỗi lá lớp, lá quế, tí tô, thì những cái đó với lại hành hành lá, tại vì những cái đó là những thứ mình thích ăn và mình sẽ ăn thường xuyên, thì mình sẽ cố gắng mình trồng nó thôi. Và thứ tư tìm cách xem mình nấu mình kết hợp như thế nào để mà mình có thể mình gia vị trong bữa ăn đó, có lúc có một món Việt và nó xen vô chẳng hạn, thì nó giúp cho mình đỡ mà nhớ nhà hơn và đỡ thèm cái này thèm cái kia hơn. Chứ mình nấu ra mà mình nấu mỗi mình ăn được thôi, mà ví dụ như chồng mình ăn không được thì nó cũng rất là mất thời gian cho mình, và đi mất thời gian thì mình sẽ không có nhiều thời gian để làm những chuyện khác. Thứ năm thì cái phần thứ năm này nó cũng khá là quan trọng á. Mình tranh thủ trong 3 tháng đầu tiên khi mà mình hoàn tất các cái thủ tục về giấy tờ đó, thì nếu được rảnh ngày nào á thì mình nên nói với ông xã mời những người bạn thân của ổng về nhà để mà mình nấu nướng, hoặc là nếu được thì khi người ta mời á mình tranh thủ cơ hội mình đi sang nhà người ta để mà mình học hỏi thêm những cái món mà người ta ăn với cái phong cái cách thức của người ta sống như thế nào. Và mình nhớ là nếu như người Pháp mà họ mời mình đến nhà để uống trà thôi á, thì không cần phải quà cáp gì, nhưng mà nếu như họ mời đến dùng cơm á thì chắc chắn ông xã sẽ nói cho các bạn biết thôi là mình nên mua quà tới, chẳng hạn như là mua một chai rượu, hoặc là một cái lẵng hoa, hoặc là một cái món quà lưu niệm nào đó. Và một cách để mà mình trao đổi văn hóa với họ được tốt á, là mình nhờ chồng hỏi họ là mình có cần chuẩn bị món gì hay không. Ví dụ như mình có thể chuẩn bị cho họ món khai vị nè, hoặc là mình chuẩn bị cho họ món món tráng miệng, hoặc là mình có thể mình góp phần thêm một phần của món chính, mình nấu một phần mà mình đem đến để mà mình giao lưu cho họ biết là ở Việt Nam tôi cũng có rất nhiều món ăn ngon như vậy, và mình sẽ dễ có được cái cảm tình đối với họ hơn ha. Thì kết thúc cái bài chia sẻ của mình đó, mình nói nhiều quá trời đúng không, có nhiều nguyên tắc này kia, nó còn nhiều cái khác nữa, nhưng mà mình nghĩ như bao nhiêu đây là đơn giản đầy đủ rồi, cũng khá là đầy đủ rồi. Chỉ khi nào mình đi giao tế hoặc là mình đi dự tiệc thì mình mới biết kỹ hơn từng loại, ví dụ như từng loại rượu như thế nào, rồi đồ ăn nào ăn với cái loại gì, rồi ăn ra làm sao, thì mình sẽ đi ra đường mình sẽ giao tế mình sẽ biết cái đó nhiều hơn. Tuy nhiên á, mình cũng đừng có quá cảm thấy lo lắng hay là cảm thấy nó khó, thì mình đơn cử như là
cái bộ phim mà các bạn có bộ coi bộ phim mà cách đây hơn 20 năm á, cái bộ bộ phim mà Người đàn bà đẹp mà Julia Roberts đóng á, thì cô nàng này là gái mại dâm và cô nàng này quen được một cái ông đại gia ha. Thì trong quá trình quen biết thì làm bộ nhí hợp đồng. Theo hợp đồng thì một ngày nọ thì ổng mới đi đi ký hợp đồng gì đó, rồi ổng dẫn cô nàng này theo. Thì cô nàng này ngồi vô cái bàn ăn á, người ta bày ra ba bốn loại dao nĩa luôn, và cô cũng nhìn cái này nhìn cái kia và cầm con ốc lên thì không biết là ăn như thế nào. Thì có một cái người đàn bà bên cạnh đó quay qua và nói với cô là thôi mày cứ ăn đại đi, tại vì bản thân tao thì cũng không có biết ăn như thế nào đâu. Và sau đó thì huề cả làng. Thì mình kể cho vui vậy thôi ha. Thì cái bài chia sẻ của mình đến đây là hết. Nếu mà các anh chị và các bạn nào mà có thấy nó thông tin nó chưa có đúng hoặc là nó thiếu thì mình rất là sẵn sàng nghe góp ý, và mọi người để lại cho mình một cái bình luận để mà sau này mình làm lại nó sẽ được phong phú và nó tốt hơn, và nó sẽ giúp cho tất cả những chị em mà sang đây có cái bước đường hội nhập nó nhanh hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những cái chủ đề khác.